cục này da đen nha. Cái cụm chỗ này là như cụm đế là 50 mấy 60 các bạn, 50 mấy. Còn như cái cục chỗ này thì khoảng 40 mấy, cái trạng chỗ này 40 mấy, còn như cái đế này là khoảng 50 mấy, gần 60. Còn chiều cao nó tính luôn cái ngọn này là khoảng 30 mấy à. Tới cái ngọn này là khoảng 27 nè. Cái này nói chung cây lùng. Nó có vết sẹo nè, nó cuốn sẹo lắm các bạn. Cái này nói chung là bị rớt nài. Hôm bữa có anh kia mua mà ông bỏ lại. Nên hôm nay mình quay lại mình bán lại. Quay bán lại. Mình giảm giá luôn nha. Thường cây nào mình bán mà mình bị rớt lại là mình sẽ giảm giá mình bán. Ai mua được thì ủng hộ. Bữa cây này mình bán 2 triệu nè. Này nói chung mình rớt này lại mình bán, mình bán giảm giá lại. Ai mua được thì ủng hộ. Thường mấy cây rớt lại cũng khó bán lắm bạn, ngộ chứ. Giống như bị vết tày rồi. Cho dù cây đẹp luôn mình thấy bán cũng khó luôn. Bị mấy lần rồi. Ngộ lắm. Cây này nói chung là mấy cái cành người ta nuôi cả ngón tay cái rồi nha, cái ngọn thì nuôi ngón chân cái rồi nha. Có mấy cái cành sẵn rồi, cái này là có chốt cành rồi, mình chỉ về mình bắt cành vô nữa thì mình làm thôi. Là mình nuôi cái ngọn cho nó liền sẹo hay gì đó. Người nuôi khúc, người ta đã nuôi được khúc là mình về mình nuôi thêm. Mai chỉ thấy da đen ở lớn nha.